Rồi con chào sư cô. Dạ đưa đây con. Đâu? Đưa đây con cầm cho con. Ôi, cầm lên mà nó nặng. Dạ. Con chào cô chú anh chị nha. Con chào cô nha. Cô khỏe chưa cô? Dạ, mừng quá. Mà tay cô còn yếu hả? Cô ơi, cô xuống cô. Chưa chưa đợi cô ấy rồi cô mới xuống được. Được không cô? Cô chị đỡ giùm cô. Rồi. Chào cô nha. Bữa nay nó bình phục rồi nè. Dạ con mừng. Bữa nay khách cây nhang cầm tay trái vô duyên ghê, bữa nay cầm được. Trời, bữa nay vui vui quá chừng nè. Bữa nay quýnh lộn nữa. Ồ, quýnh được rồi. Con quýnh được là mừng hả cô? Dạ. Nhưng mà bác sĩ nói đừng có chủ quan. Dạ. Nó đứt sợi dây chằng nhưng nó chưa có rời ra. Dạ. Cho nên người ta rồi hồng ngoại với đắp thuốc á. Dạ. Cho nó liền lại. Bác sĩ nói đừng có chủ quan, nó đã có cái sớ rồi. Dạ. Nhưng mà cứ làm khỏe luôn hả cô? Rồi khỏe lắm. Rồi đem đồ vô giùm cô chưa? Dạ. Ở trong xe hả cô? Mình đi vô trong này luôn cô. Chú Hiểu Vịnh sư cô mua đủ thứ hết. Mừng quá. Con nghe mà con cái tay con hỏi nhất luôn mừng. Dạ. Mà nếu mà cái chỗ này là chuyên khoa, người ta liệt một tay một chân mà một năm mà chị vẫn đứng dậy đi được. Dạ. Còn cô mới tức thì mà con không đi nó liệt á. Dạ. Cái chỗ này là trứ danh đó ở Sài Gòn. Dạ. Nguyễn Văn Cừ. Đường Nguyễn Văn. Cô không thấy người chứ mình. Cái đường Nguyễn Văn Cừ nhưng mà bác sĩ Hồ. Dạ, bác sĩ Hồ. Bác sĩ Hồ chuyên khoa. Bác Hồ chị. Bác Hồ, bác sĩ Hồ chuyên khoa. Ờ, chuyên khoa Đông y. Dạ. Còn cô về bên này là Tây y. Ủa bây cô? Giờ Tây y phối hợp với Đông y. Mà sao dạ. Cái tay cô hình như là con thấy như là đổ mồ hôi hả cô? Rồi, xuống khỏe. Vậy hả cô? Nay cô khỏe rồi. Khỏe rồi, thành ra cô quơ được. Bây giờ thắp nhang hai tay được. Dạ, mình nó cầm một tay kỳ. Vô phép. Dạ em dẫn cho anh ha, anh dẫn cho em. Rồi mình vô phía trong hả cô ha. Để chuẩn bị nha. Dạ anh lên Minh làm caramel cho em đi. Minh giờ hôm nay làm caramel cho chú Tiểu luôn nè, quý chú anh chị. Giờ cô lại ghế cô ngồi đi. Dạ cô ngồi ghế đi cô. À, không, cái ghế kia kìa. Cái ghế kia kìa. Cái ghế cao quá cô. Lấy ghế cao cho cô. Thở à. Đưa đây em luôn. Đi lại lấy đồ phụ anh. Lại sách đồ cho cô. Mà chơi còn không anh? Cái bịch xoài nha, cái bịch đỏ. Đỏ bịch xoài. Dạ. Còn cái bịch đỏ, bịch xoài. Phải thời sống thôi. Thời sống biết là xoài gì đây. Bây giờ là sẽ mang vào. Cậu là lần sư cô lên là mua quá trời đồ để cúng cho chú, cơm rồi bông trái cây nhang nữa hả, bữa nay cô có mang nhang nữa nè. Bữa nay cô có đi khám không hay là cô qua đây? Đây cô khỏe rồi, cô hết bệnh rồi. Cũng phải đi tây y nhưng mà chưa có ngày. Bỏ con nói cô là đi là lên nữa. Bài tắm nha, đúng ý hả nè. Đúng luôn phải không? Đúng ý. Vậy bây giờ cái này xoài là mình chiên lên bàn hả cô? Rồi quá ngon luôn cô chú anh chị ơi. Gu của cậu là phải xài sống, xài chính cậu không mê. Cô biết cái cậu thích. Đó là như sắp hai dĩa hả cô? Hai dĩa. Ở đây. Vậy nè, hơn nữa lấy bánh ít á, để lên cái dĩa ba tầng đi, cái xoài này cái để lên cái dĩa màu xanh của chú Cảnh với một dĩa ở đây để ngay bàn này nữa được rồi. Thấy không? Giờ anh em là đang cái cơm cô bảo là sao cho thành năm tuần đang chuẩn bị cơm và cúng cho chú cô chú anh chị. Dạ, năm hộp cơm. Được cái đất vô. Dạ, à, à, với cô. Trời đất ơi, cấm nhang mà cầm có một tay vô phép. Quá vô phép. Không phải, cái đó là tại tay cô đau chứ không phải là cô nắm nhang tay trái. Nhưng mà quay cái kiểu đó là cộng đồng mạng người ta biết cô tật người giùm. Dạ. Mang tật. Nhưng hôm nay hết rồi. Dạ, bữa nay coi cô vui quá. Tụi con vui rồi. Bác sĩ nói nó đứt dây chằng từ đây xuống đây. Dạ. Nhưng mà nó chưa có lìa ra. Dạ. Cho nên người ta đắp thuốc.
hàng gắn lại. Nhưng mà đừng có chủ quan, nó đã có cái sớ rồi, nó không có như xưa được. Dạ. Con nãy con thấy cô xuống cô quýnh Di Minh là con biết cô khỏe rồi. Tại con mừng lắm rồi. Cô ao ước cái tay cô khỏe cô quýnh đó. Dạ. Dạ tụi con cũng mong là cô quýnh cho con nhiều. Quýnh lộn không? Dạ. Quýnh lộn được. Tại cô quýnh là cô khỏe mới quýnh được á. Chưa bao giờ cô thấy cô vui như bữa nay. Người thì nó khỏe rồi, tay thì nó như vậy. Thì bây giờ là dọn quét đồ được. Dạ. Quét nhà được. Hôm đó cầm cái chổi nó rớt xuống liền mà tay trái thì nó yếu. Dạ. Thôi nay xong rồi. Dạ. Dạ. Khỏe rồi đúng không cô? Ừ. Cô khỏe là tụi con mừng. Nay quá vui cô ạ. Mừng, vui lắm. Dạ. Hôm đó nha, hôm đó không vỗ tay được nữa nha. Dạ. Tại tay cô đau mà. Nó đứt mà. Dạ. Nay nó nằm đó 4 tiếng đồng hồ mà nó rồi hồng ngoại á. Dạ. Với nó đắp thuốc đi 3 lần đó cô. Dạ. 3 lần mới được. Cái này cô mua cơm ở gần bên đó hả cô? Cô đem cơm mình cúng cho cậu nè, chú anh chị cơm chay với một vỏ đặc biệt là một dĩa xài sống nè. Cơm chay cô trồng ở nhà luôn nha cô chú anh chị. Cây xoài đó xoài này là 40 năm vô nè. 40 năm hả cô? 40 năm rồi đó không cô? Bữa nay nó lão rồi. Để cho cô mau về. Lát chú Hồng đem cái vỏ về. 40 năm rồi mà trái nó vẫn còn nhiều hả cô? Xoài quá xoài, trời luôn. Nó đã lão rồi. Bữa nay là cô có mua nhan nữa nè. Thấy quần mâm quá trời luôn nè. Thì chú Hồng chú leo lên nóc nhà. Nhan này mình để đâu ta? Trên đây luôn hả? Nhan đó để trên bàn luôn hả cô? Ừ, để trên bàn luôn anh. Cái cơm đó giờ sớt ra 5 phần á ít. Dạ. Trái cây, cơm chai cho cậu. Với bông hoa, bữa nay cô đem hoa sen lên cho cậu nữa nè. Đi lại quay qua sen nè anh Nam ơi. Hoa sen với lại cái này hoa giống hoa ly quá hả? Có không anh? Hoa ly trắng hả? Hoa ly càng. Hoa ly càng. Hoa ly càng hả? Đó, sen nè. Là hoa ly càng nè cô chú. Giống cái càng không? Thôi hoa ly mà sao hoa ly càng quá. Hoa ly kia là khác. Hoa ly kia hoa ly. Ủa, cái hoa ly này là hoa ly càng hả cô? Dạ, màu trắng. Thấy chưa? Em nói mà. Hải hay dữ ta. Cho hoa ly càng đúng không? Đúng rồi. Cô thích cái đó hơn cái ly kia. Dạ. Hoa ly càng hỏm cô cũng đem lên lần hai. Đúng rồi. Là mà mới biết là hoa ly càng. Ở đây không có bán cái hoa ly này nha. Ở đâu mới bán? Ở bên Sư Cô mới có bán. Ở Dân Long mới có bông bánh bao. Ở đây không có bông bánh bao. Dạ. Chùa Dân Long mới có bông bánh bao. Nó sách vô vậy bán mình sẵn hả cô? Nó không có nhang. Có hộp đâu cả. Dạ. Cơm, chai cho cậu, trái cây, thôi. Bông sen. Khi mà mình héo xào, dạ. Bữa nay mình khỏe, mình tươi. Đúng rồi, đúng không con? Tươi, tắng, vui vẻ, con thấy đi được con, mừng lắm. Dạ. Là cho cô. Bữa nay là qua là thấy cô cười nè. Con cầu bông sao mà ngày nào cô cũng tươi tắn y như bữa nay nha. Để cho cô về đây chứ. Dạ. Cô tươi cô mới về đây không cậu được. Cô tính cô không về được, nó bị tay á. Khách thì ngang cầm về mắc cỡ tới giờ. Đâu có đâu, tại sai đâu, chứ đâu phải cô muốn chị đâu cô. Biết rồi, nhưng mình lên biết cái cộng đồng mạng mà con vỡ. Phải, người ta cũng biết cô cũng có tâm sự nói cô tay cô đau đó, người ta cũng đồng cảm. Người ta đâu có nói gì. Cái thân quèo quạt. Hôm qua nó gọi em. Dạ. Hôm về gần tới nhà cái nó gọi em. Ai tới đây cậu là khán giả người ta lên người ta mừng cho vui. Rồi giờ bưng lên nè cô chú ơi. Đây đây em mình lấy ly bự luôn đi không anh? Ly bự cũng được. Bây giờ là chuẩn bị lên cô lên cô hấp nhang cho cậu nè cô chú thì. Hấp nhang cho cậu để cúng cơm cho cậu buổi sáng. Mà mình không có nước suối hả? Ờ lấy nước suối đi anh. Lấy ba chai nước suối á, mở nắp ra. Đó bây giờ là dâng lên để chuẩn bị là cô sư cô lên để cúng chị Chú Vũ Linh của chú anh chị. Cô đi lại cô tắt cho cậu luôn. Hoa ly đẹp ha, hoa ly kè. Lấy cái cọng dây xuống luôn đi anh. Này cắt này rồi nha. Dạ. Càng. Vậy chứ bền lắm á con. Hoa ly này bền lắm.
Còn bên kia là hoa sen. Quá đẹp luôn cô chú ạ. Một bên là hoa ly càn, một bên là hoa sen. Hoa ly càn nè. Để phụ sắp lại. Phụ sắp lại. Chưa gì có sớm vậy. Nám. Dạ dạ. Đặt từ là con đã. Trên cái hộp đó nó có cái ống phun cả, chị thấy là em hai tay luôn. Rồi cảm ơn đi nha. Ok. Bữa nay cô cứ xoay cái tay, cô dùng cái tay để quýnh anh Minh là thấy cô khỏe rồi đó, bình phục rồi. Đau không? Dạ. Quýnh đau không? Đau chứ. Đau chứ. Bữa nay sư cô đánh nào? Không mà em nghĩ là anh Minh mà thấy càng đau là thấy càng vui đó. Càng đau là càng vui. Càng đau là thấy càng hết. Cô hát cô đứng trước cái mộ của chú Vũ Linh này cô chú anh chị. Đi đi thắp nhang mà không cho thăm. Dạ. Con có đâu nói gì đâu, con nói để con vô đi thăm cậu. Con nói gì mình đó. Con nói gì hết đó. Con thật không con chưa nói gì hết đó. Chưa bao giờ con thấy khôi vui như bữa nay. Dạ. Khỏe trong người cái nó vui. Dạ. Mình cứ quậy được. Dạ. Dạ. Sức khỏe lên là trên hết mà con. Có bữa cô lên chỉ cần là đụng là cô cũng la nữa. Thì cô đau. Dạ bữa nay hai tay kìa. Mà cô lên còn quýnh anh em nữa là thấy mừng rồi đó. Bữa kia đừng có đụng cái tay này của cô nha. Bữa nay cô đánh cầu cũng được luôn à. Bữa nay sẽ cố gắng mắm chai và có xoài hải nhang rồi đồ chai ha, hoa và vui thì những lần mà người cô rất là yêu cái hoa này nha con. Dạ cô yêu hoa này lắm. Hoa ly càng nó lâu tàn hơn cái ly ly kia ha. Dạ. Với lại dạ bữa nó nở ra đẹp lắm cô. Cái này là nó trắng nè, còn cái ly ly kia thì nó cái ly ly kia thì nó đậm. Dạ. Cái gì nó đậm. Cái nhị. Nó dính tay luôn á cô. Cái màu nó khó ra lắm. Nhưng mà cái ly ly kia mình canh mà nó nở á phải cắt. Cắt cái nhụy. Dạ, cắt cái nhị. Nó mới lâu tàn. Dạ. Dược bớt. Một cái tàu hủ tiếu với liệu phơi con chưa thỉnh luôn á. Giờ nó tàn hết rồi. Không thể thì họ không kịp thỉnh. Thấy cô vừa đến thôi. Mình nãy luôn cho xong rồi. Chắc không phải thỉnh. Hôm nay cô giờ về. Hôm nay cô mua hoa sen với lại hoa ly kèn. Cảm ơn. Dạ. Khá là đẹp ha. Cô nói là cô không thể về Vân Long đi 3 tháng hạ mùng 1 với đành được nữa. Cô tính trong bụng rồi tay chân về đi đâu. Dạ.
Nhưng mà bây giờ cái tay nó đỡ nè. Nhưng thật sự ra là nói thiệt cho con mừng, Dân Long đang đang trùng tu cái chỗ mà con đi với cô đó. Con nói đang dở dang á. Thợ người ta đang làm ngày làm đêm. Thành ra cái kỳ hạ này là dừng lại. Cô khỏi đi. Dù tay coi tay cô gì cô khỏi đi. Nếu mà cô khỏe đó, cô đi á. Nhưng mà tại vì chùa đang trùng tu. Dạ. Mấy giờ rồi anh chở cô đến đây? Tại nhà này 6 rưỡi xong rồi đi ra đi lộn vòng đi 6 giờ rưỡi. Hộ nóng quá hả cô? Dạ, trời hầm quá chừng. Bên cá chờ bên cá đang coi nhà. Đi qua chợ. Cô đi mua đồ thiếu canh. Cứ chú chở đi ra bên cá kiếm đi mua miếng canh. Dạ. Với miếng rau muống. Đi xem cái chỗ đó có một bán hoa bánh bông như nào. Giờ cô qua bên kia ngồi phải không cô? Để con dắt cô đi ha. Được rồi. Bên đây. Kinh lắm. Không bao giờ con ngờ hôm nay cô được như vậy. Không bao giờ ngờ. Dạ. Cô cứ sợ. Bên đông y nói cô mà đẩy gì nó lượt. Dạ. Con biết đi một lần 1.8 triệu. Đắp thuốc nằm nó 4 tiếng đồng hồ. Rồi máy hồng ngoại nó rồi. Nó hàn lại cái xương. Cái gì? Cái dây chằng. Dây chằng. Nó đứt nhưng nó chưa rồi. Dạ. Cho nên ta hàn. Dạ. Nếu mà nó rời ra cái khổ nữa. Dạ. Ôi, đẹp quá ha. Đẹp hả cô? Ừ, cái này đẹp quá nè. Cái chú Hồng á, chú leo lên nóc nhà, chú hái xoài cho cô á. Trời ơi, hái hồi nào cô? Hôm qua. Dạ. Cô muốn đi bữa nay. Dạ. Từ từ cô. Rồi, cô lại đây ngồi. Rồi, ở đây thì Tiên cũng xin kết thúc video. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng tốt lành nha.